Vụ nổ thử nghiệm được khởi động gần hàng không mẫu hạm, tương đương với động đất 3.9 độ Richter. Thử nghiệm chấn động toàn tàu là một cuộc thử nghiệm lớn và có khả năng xâm lấn về tất cả các hoạt động của tàu, cũng như thủy thủ đoàn, hoạt động như thế nào sau các vụ nổ chấn động lớn xảy ra gần con tàu. Điều này bao gồm tất cả mọi thứ, từ độ cứng của hệ thống máy tính trên tàu đến các phần tử của lò phản ứng hạt nhân hệ thống thiết bị phát hiện cho đến các phần tử hỗ trợ phi hành đoàn. Không có gì còn sót lại chưa được khám phá, và toàn bộ con tàu đã được chuẩn bị đặc biệt cho các cuộc thử nghiệm với hàng ngàn dặm dây cáp để hỗ trợ thiết bị thử nghiệm. Thủy thủ đoàn của tàu sẵn sàng cho những thiệt hại lớn và khả năng ứng phó với khả năng đó là một phần của quá trình thử nghiệm. Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc thử nghiệm lần thứ ba gần hàng không mẫu hạm mới USS General R. Ford ngoài khơi biển San Augustine Beach, Florida, hôm 8 tháng 8 năm 2021, liên quan đến một vụ nổ 40.000 pound phát nổ ngay ngoài mạng phải của con tàu. Trong quá trình thử nghiệm lớn được ghi nhận tương đương với một trận động đất 3.9 độ Richter, và cũng để đánh giá sức chịu đựng toàn diện của hàng không mẫu hạm USS General R. Ford. Theo USNI News đưa tin, trích dẫn dữ liệu của cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ. Hai vụ thử nghiệm trước đó được Mỹ tiến hành lần lượt trong hai ngày, 18 tháng 6 và 16 tháng 7 năm 2021. Kết quả lần thử nghiệm thứ ba này cho thấy hàng thông mẫu hạm USS General Ford đã không phải chịu bất kỳ một thương vong lớn nào, còn thiệt hại là không đáng kể và ít hơn dự định rất nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ ghi nhận hoạt động này là một vụ nổ thử nghiệm cách bờ biển Florida khoảng 100 dặm, nơi mà phát ngôn viên của hải quân xác định với Insider rằng USS Gerald Ford đã trải qua thử nghiệm kinh hoàng. Các cuộc thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu đựng của một con tàu trong các điều kiện chiến đấu tàn khốc, đặc biệt là việc nổ bom mình gần đó. Bằng cách gây ra các vụ nổ có kiểm soát gần các con tàu, Hải quân Hoa Kỳ có thể xác định các lỗ hổng nghiêm trọng liên quan đến chấn động. Hải quân đã công bố đoạn phim video về các cuộc thử nghiệm nổ kinh hoàng từ các góc độ khác nhau. Những loạt thử nghiệm này cực kỳ quan trọng đối với một lớp tàu mới, đặc biệt là một lớp tàu phức tạp như lớp Ford, vì các vụ nổ gần đó có thể đến từ các việc sàng lọc, hỏa tiễn chống hạm, mình, ngư lôi hoặc thậm chí từ các con tàu gần đó bị tấn công bởi vũ khí của đối phương. Cuộc thử nghiệm cũng cung cấp một số thông tin chi tiết về cách con tàu có thể di chuyển trong một cuộc tấn công thành công. Tất cả chỉ là tìm ra bất kỳ ưu điểm nào và khắc phục chúng. bất kỳ vấn đề nào cũng có thể ảnh hưởng đến việc chế tạo các hàng không mẫu hạm Ford trong tương lai. bốn trong số đó đã được lên kế hoạch và ba trong số đó đang được lắp ráp tại thời điểm này. USS Gerald Ford là một con tàu hạng nhất và là một hàng không mẫu hạm tân tiến nhất của Hải quân Hoa Kỳ, được thiết kế bằng cách sử dụng các phương pháp mô hình, máy tính tân tiến, thử nghiệm và phân tích để bảo đảm con tàu được cứng cáp, để chống chọi với các điều kiện chiến đấu. Dữ liệu được sử dụng để xác nhận độ cứng của con tàu. Bình luận về kết quả của sự kiện bùng nổ đầu tiên, các bài đăng trên các trang mạng xã hội chính thức của Ford nói rằng Ban lãnh đạo và thủy thủ đoàn đã thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu của hải quân qua các cuộc thử nghiệm, chứng minh là tàu chiến của chúng tôi có thể chịu đựng và tiếp xúc sứ mệnh của hàng không hải quân. Hải quân giải thích một trong bài đăng trên Facebook về cuộc thử nghiệm rằng họ tiến hành thử nghiệm đáng ngạc nhiên đối với các thiết kế tàu mới được sử dụng chất nổ để xác nhận rằng các tàu chiến của chúng tôi có thể tiếp tục đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khắc khe trong những điều kiện khắc nghiệt mà chúng tôi có thể gặp trong trận chiến. Một cuộc nghiên cứu do Hải quân tài trợ năm 2007 cho biết, các thử nghiệm kinh hoàng được sinh ra từ các quan sát trong Thế chiến thứ hai. Trong chiến tranh thì Hải quân đã phát hiện ra rằng, trong khi các vụ nổ suýt trượt không làm hư hại nặng thân tàu hoặc là cấu trúc thượng tầng của tàu, chỉ chấn động từ vụ nổ sẽ đánh sập hệ thống then chốt và làm tê liệt các tàu. Để đáp lại nghiên cứu giải thích thì hải quân đã tạo ra một quy trình thử nghiệm cứng, chống va chạm nghiêm khắc, được gọi là thử nghiệm đáng kinh ngạc. Hải quân nói rằng các cuộc thử nghiệm đang tiến hành theo cách tuân thủ các yêu cầu về giảm thiểu môi trường, tôn trọng các mô hình sự di chuyển của động vật từ vùng này sang vùng khác của sinh vật biển trong khu vực thử nghiệm. Hải quân cũng tuyên bố rằng họ cũng đang áp dụng các giao thức rộng rãi trong suốt các cuộc thử nghiệm mạnh mẽ trên toàn cầu để bảo đảm an toàn cho các nhân viên quân sự và dân sự tham gia vào quá trình thử nghiệm. Chia sẻ trên tờ báo South China Morning Post, một nhà quan sát quân sự trung cộng cho rằng việc Hải quân Mỹ hoàn tất trong cuộc thử nghiệm đánh giá tác động từ vụ nổ có sức công phá bằng 18 tấn thuốc nổ ngay tại bên cạnh của hàng không mẫu hạm. USS Gerald Ford đã gửi đi một thông điệp sắc lạnh tới Trung Cộng rằng những hỏa tiễn được mệnh danh là sát thủ hàng không mẫu hạm của Bắc Kinh là không đáng lo ngại. Bên cạnh việc thu thập dữ liệu, một lý do khác nữa để Mỹ công bố vụ thử nghiệm là họ muốn gửi một thông điệp tới Trung Cộng và Nga rằng các hàng không mẫu hạm của Mỹ có khả năng phục hồi và họ không hề lo lắng về những vũ khí chống hạm thông thường của Trung Cộng hoặc Nga. Nhà bình luận kiêm nghiên cứu giảng viên quân sự của Trung Cộng, Song Yongping bình luận. Vụ nổ 18 tấn lớn hơn nhiều so với bất kỳ đầu đạn đơn lẻ nào phóng đi từ hỏa tiễn hoặc là ngư lôi thông thường. Trung Cộng đã phát triển được các hỏa tiễn đạn đạo chống hạm như DF-21D và DF-26. Những vũ khí vẫn được mệnh danh là sát thủ hàng không mẫu hạm và có thể đồng thời bắn trúng một tàu mục tiêu đang di chuyển cách đó hàng ngàn km. Ông Song cho rằng cuộc thử nghiệm của Mỹ đã chứng minh các hàng không mổ hạm lớp Ford có thể chống lại sức công phá của một số thủy lôi hoặc các vụ tấn công hỏa tiễn gần đó, nhưng chưa cho thấy khả năng chống lại một cuộc tấn công trực diện. Trong những năm gần đây, thì Hải quân Hoa Kỳ đã không ngừng đẩy mạnh nỗ lực duy trì ưu thế trước cạnh tranh ngày càng lớn từ khả năng đóng tàu của Trung Cộng. Một tài liệu của chính phủ Mỹ công bố hồi tháng 6 năm 2021 cho rằng Hải quân Mỹ đã đặt kế hoạch duy trì hạm đội có số lượng khoảng 420 tàu chiến. Tính tới năm 2020 thì Hải quân Trung Cộng đã sở hữu 360 con tàu. Tuy nhiên, Mỹ có nhiều tàu chiến cỡ lớn hơn với 11 hàng không mẫu hạm cùng 92 tàu tuần dương và khu trục hạm. Trong khi đó thì Trung Cộng chỉ có hai hàng không mẫu hạm và 33 tàu tuần dương và tàu khu trục. Chuẩn đô đốc Jim Downey, giám đốc điều hành chương trình của hàng không mẫu hạm cho biết, ban đầu thì hải quân dự đoán sẽ cần nhiều công việc hơn sau các vụ nổ trực tiếp và thời gian bảo trì tại Newport News Ship Burning sẽ lâu hơn. Những dự đoán đó được dựa trên những gì đã xảy ra trong những lần thử nghiệm lớn mạnh với hàng không mẫu hạm cuối cùng vào năm 1987 liên quan đến hàng không mẫu hạm lớp Nimitz Theodore Roosevelt. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, thì Downey cho biết các dự đoán trong công việc cần thiết đã giảm đi khoảng 50% vào năm 2019. Và vụ nổ thứ hai, vào ngày 16 tháng 7, hãng đang cải thiện các sửa đổi đó. Sẽ vẫn mất vài ngày để kiểm tra toàn bộ và nhấn mạnh đến hàng không mẫu hạm. Nhưng Downey nói với các phóng viên, chúng tôi có vẻ vẫn ổn trong phạm vi dự định của thời gian bảo trì.